với nhiều ưu điểm nổi trội như, khả năng tạo vị ngọt cao hơn gấp 300 lần so với loại đường mía thông thường. Hương vị thơm ngon, hấp dẫn, cùng khả năng không bị lên men, không bị phân hủy, cỏ ngọt ngày càng được yêu thích trong cuộc sống hàng ngày. Càng tìm hiểu bạn sẽ càng cảm thấy thú vị trước loại cỏ đặc biệt này, tên gọi khác. Ngoài cái tên cỏ ngọt quen thuộc loài cây này còn được biết đến với nhiều tên gọi như Cỏ mật, cỏ đường, cúc mật, tên khoa học của cỏ là Stevia rebaudiana, hình dáng, đặc điểm. Cỏ ngọt được xếp vào nhóm thân thảo sống lâu năm, khi mới trồng thân cây khá mềm, bắt đầu từ tháng thứ 9 trở đi. Thân cây bắt đầu hóa gỗ, chiều cao có thể đạt ngưỡng 1 mét, toàn bộ thân và lá cây được bao bọc bởi một lớp lông tơ trắng mịn. Lá cỏ ngọt mọc đối nhau, hình mũi mát, mép có răng cưa, hoa của cây mọc theo cụm, hình cầu. Bao gồm nhiều bông nhỏ hình ống màu trắng ngà, hương hoa thơm nhẹ, gần giống với hoa cỏ lào. Thời gian nở hoa kéo dài từ tháng 10 đến tháng 3 năm sau, cận cảnh cây cỏ ngọt, theo đánh giá từ các nhà nghiên cứu. Toàn bộ các bộ phận có trên cây đều có vị ngọt, từ lá, thân, hoa cho đến rễ, ngay cả lá già rụng xuống vẫn có vị ngọt. Lượng đường tập trung nhiều nhất ở phần lá, vì vậy, người ta thường cắt cành và lá của cây. Phơi khô, cắt nhỏ để sử dụng, có hai phương pháp để nhân giống cỏ ngọt, đó là gieo hạt hoặc dâm cành. Loài cây này có sức sống tốt, nhanh phát triển, không đòi hỏi người trồng phải bỏ quá nhiều thời gian và công sức chăm sóc. Cây ưa ẩm, ưa sáng và không chịu được ngập úng, khu vực phân bố và phát triển, loại cỏ này được phát hiện từ năm 1908 bởi hai nhà khoa học Recebeck và Dieterich. Cây được sử dụng lần đầu tiên tại Ấn Độ, sau dần nhờ nhiều tác dụng quý, mức độ ảnh hưởng của cây đã lan rộng ra phạm vi toàn thế giới. Trong vài năm trở lại đây, người Việt Nam bắt đầu gieo trồng và sử dụng giống cây này thu hái, loại cỏ này có thể thu hái quanh năm nhưng phổ biến nhất vẫn rơi vào khoảng tháng 8. Người ta sẽ cắt bỏ phần ngọn cây, loại bỏ lá hỏng, héo úa rồi phơi lên dùng dần thành phần hóa học. Cỏ ngọt có thành phần chính là steviol, tên một loại glycoside, vì vậy cỏ ngọt khô có vị ngọt rất đặc trưng. Loại cỏ này ngọt gấp 300 lần đường mía, tác dụng nổi bật của cây cỏ ngọt, cỏ ngọt được ứng dụng rộng rãi trên mọi lĩnh vực. Tiêu biểu như, lĩnh vực y học cỏ ngọt đem lại rất nhiều tác dụng quý, bao gồm ổn định huyết áp và đường huyết. Đẩy lui chứng rối loạn dạ dày, giảm đau đớn, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Đặc biệt loại cỏ này còn có tác dụng hỗ trợ điều trị chứng chảy máu chân răng, vì những tác dụng nổi bật này, nhiều người đã sử dụng cỏ đường để làm thức uống mỗi ngày, lĩnh vực công nghiệp thực phẩm. Đường chiết xuất từ cỏ có độ ngọt gấp 300 lần so với đường sản xuất từ mía, do đó loại cỏ này được ứng dụng rộng rãi trong việc chế biến bánh kẹo rượu bia theo dự đoán của các chuyên gia đường từ cỏ sẽ dần thống trị ngành công nghiệp thực phẩm lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp tuy khá bất ngờ nhưng cỏ ngọt đã từng bước chứng minh công dụng đặc biệt cả mình trong lĩnh vực làm đẹp loại cỏ này có khả năng đẩy lui mụn trứng cá giảm tiết bã nhờn chống viêm da do đó các nhà sản xuất mỹ phẩm đã đưa cỏ vào các sản phẩm làm mềm da tái tạo và nuôi dưỡng các mô sau một thời gian sử dụng bạn sẽ thấy làn da của mình mịn màng và dạng dỡ hơn hẳn cỏ đem lại nhiều tác dụng tốt đối tượng sử dụng đường cỏ ngọt rất lành tính ai cũng có thể dùng được nó đặc biệt tốt cho bệnh nhân đái tháo đường người béo phì thừa cân thay thế đường mía bằng đường cỏ mật bạn sẽ tăng cường được sức khỏe và sớm sở hữu làn da mịn màng sáng đẹp cách dùng và liều lượng sử dụng tùy theo khẩu vị mà bạn nên điều chỉnh lượng cỏ sao cho phù hợp nhất bệnh nhân tiểu đường Dùng cỏ hai lần một ngày, mỗi lần 2,5 gram, người bị thừa cân, sử dụng 7,5 gram cỏ hàng ngày, thay thế cho đường mía. Bên cạnh đó, bạn cũng nên sắc chung cỏ với các vị thuốc khác như, rào cổ lam, cà gai leo. Diệp hạ châu, để tăng hiệu quả điều trị bệnh, trong trường hợp bạn bị huyết áp thì nên sắc chung cỏ với hoa hòe. Dừa cạn, hoa cúc, để cho chắc chắn bạn nên tham khảo ý kiến của thầy thuốc trước khi dùng cỏ không nên dùng quá liều không tốt cho sức khỏe tuy mới được đưa vào việt nam trong khoảng thời gian vài năm trở lại đây nhưng cỏ ngọt sớm đã khẳng định được tác dụng và hiệu quả của mình nhờ loại cỏ này bệnh nhân béo phì tiểu đường có thêm một biện pháp tuyệt vời để bảo vệ sức khỏe với chị em phụ nữ loại cỏ này chính là cẩm nang thú vị trong việc duy trì vóc dáng thon gọn và làn da mịn màng